Xin kính chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh đón nhận bằng của UNESCO, công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đảng Cộng sản Việt Nam kiên trì đa phương hóa, đa dạng hóa trong quan hệ quốc tế. Xây dựng công trình cột cờ chủ quyền Tổ quốc tại đảo Mắt, Nghệ An, một trong những đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Thưa quý vị, tối ngày 31 tháng 1, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch của tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã tổ chức lễ vinh danh và đón nhận bằng của Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO công nhận dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Trưởng đại diện văn phòng UNESCO tại Hà Nội Catherine Muller đã trao bằng công nhận dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại cho lãnh đạo nhân dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Đây là sự khẳng định của quốc tế đối với loại hình nghệ thuật dân gian đặc biệt này, đồng thời giúp cho cộng đồng và chính quyền địa phương có trách nhiệm hơn trong việc giữ gìn, truyền dạy, khuyến khích thế hệ trẻ tích cực học tập và tham gia trình diễn nhằm bảo tồn và phát huy một cách bền vững di sản văn hóa phi vật thể này. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh là biểu tượng của bản lĩnh hiên ngang, tinh thần hiếu học, trọng đạo lý, tôn thờ và luôn hướng tới cái đẹp. Phó Thủ tướng kêu gọi bảo vệ và phát huy những di sản văn hóa vô giá của dân tộc, trong đó có dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh, để những nguồn mạch thanh trong, ấm nồng hơi thở nguồn cội, nuôi dưỡng và nâng cánh tâm hồn Việt, để văn hóa Việt hòa trong dòng chảy văn minh nhân loại, tạo nền tảng tinh thần và động lực xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, và cũng là để nền văn hóa Việt Nam truyền lưu muôn thuở. Cũng tại buổi lễ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã công bố chương trình hành động bảo tồn và phát huy di sản dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh. Chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tối ngày 31 tháng 1, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật Sắt Son Một Niềm Tin Với Đảng. Hơn 100 nghệ sĩ tham gia biểu diễn đã tái hiện những mốc lịch sử quan trọng trong suốt 85 năm dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong đó có nhiều hoạt cảnh Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo các phong trào như cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, cách mạng tháng 8, chiến thắng Điện Biên Phủ. Chương trình giao lưu nghệ thuật một lần nữa khẳng định sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc thành công chính nhờ truyền thống dân tộc, sức mạnh toàn dân do Đảng khơi dậy, dẫn đường và do ngọn cờ đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đêm giao lưu nghệ thuật để lại trong lòng người dân thành phố Hồ Chí Minh những ấn tượng sâu sắc, khẳng định niềm tin sắt son vào Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời vững tin vào tương lai, tiếp bước con đường xây dựng Tổ quốc Việt Nam, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đảng Cộng sản Việt Nam đang chuẩn bị kỷ niệm 85 năm ngày thành lập. Trong suốt 85 năm qua, đổi mới là một trong những quyết định mang tính bước ngoặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, không chỉ mang lại những thành tựu to lớn về kinh tế mà còn giúp Việt Nam thoát khỏi thế bị cô lập trong quan hệ quốc tế, đặc biệt sau khi Liên Xô tan rã. Chính Đảng Cộng sản Việt Nam đã xây dựng, vạch ra đường lối đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ ngoại giao của Việt Nam cho tới nay, và bản thân Đảng cũng đã tiên phong thực hiện chủ trương này trong hoạt động của mình. Sau khi khởi xướng sự nghiệp đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, theo tinh thần Việt Nam sẵn sàng là bạn của tất cả các nước, phấn đấu vì hòa bình, phát triển của thế giới. Đã quyết định bình thường hóa và phát triển quan hệ với tất cả các nước lớn trên thế giới, đưa nước Việt Nam tham gia tổ chức ASEAN, phá thế bao vây cấm vận, chủ động hội nhập với thế giới. Đi tiên phong trong thực hiện chủ trương này, Đảng Cộng sản Việt Nam đã mở rộng quan hệ không chỉ với các đảng cộng sản, đảng cánh tả, mà cả với các chính đảng cầm quyền và không cầm quyền trên thế giới. Đảng đã thực hiện nhiều chuyến thăm viếng, đón tiếp, giao lưu song phương và đa phương. Đến nhiệm kỳ Đại hội 11, Đảng Cộng sản Việt Nam đã có quan hệ với hơn 200 chính đảng của 114 nước. Thông qua hoạt động đối ngoại đảng, chúng ta đã tranh thủ được cái sự ủng hộ, cái sự đoàn kết, sự giúp đỡ đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước của chúng ta. Thì chúng ta đã tạo được cái nền tảng chính trị cho cái việc phát triển quan hệ giữa nhà nước và các quan hệ ngoài mặt giữa nước ta với các nước khác.
bằng quan hệ đối ngoại Đảng thì chúng ta cũng từng bước nâng cao được cái vị thế và vai trò của Đảng ta trên trường quốc tế. Bên cạnh hoạt động thăm viếng thì hoạt động trao đổi lý luận trên cả bình diện song phương, đa phương cũng được Đảng chú trọng thực hiện. Điển hình là vào năm 2013, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức cuộc họp thứ 19 của Ủy ban Thường trực Hội nghị các Đảng Chính trị Châu Á ICAPP, thể hiện sự tham gia tích cực, đóng góp hiệu quả và trách nhiệm đối với công việc chung của tổ chức lớn nhất dành cho các đảng chính trị trong khu vực. Đây là bước đi cụ thể góp phần triển khai thắng lợi đường lối đối ngoại của Đại hội 11 do Đảng đề ra. Việt Nam là một tấm gương hết sức tiêu biểu trong các nước châu Á. Với tư cách là một thành viên của ICAP, Đảng Cộng sản Việt Nam đã có nhiều sáng kiến và đóng góp thiết thực vào việc thực hiện những mục tiêu dự án ưu tiên của ICAP. Chúng tôi đánh giá cao vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hoạt động của ICAP và việc các bạn đăng cai tổ chức hội nghị này một cách rất chu đáo đã thể hiện cho điều đó. Với tư cách là đảng cầm quyền duy nhất tại Việt Nam, bằng việc mở rộng quan hệ với tất cả các chính đảng trên thế giới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác lập được cơ sở chính trị quốc tế cho việc lãnh đạo toàn diện nhà nước cũng như các tổ chức xã hội tại Việt Nam. Cùng với ngoại giao nhà nước, ngoại giao nhân dân góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam là một quốc gia năng động, tích cực và có trách nhiệm trên trường quốc tế. Tiếp theo chương trình là cụm tin về các hoạt động nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và tri ân các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng ở một số địa phương. Nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng và Tết Nguyên đán Ất Mùi, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã tới thăm và tặng quà các thương binh, bệnh binh trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và bảo vệ biên giới đang được điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân chúc các thương bệnh binh sang năm mới giữ gìn tốt sức khỏe, nâng cao tinh thần, tàn nhưng không phế, gương mẫu động viên mọi người xung quanh góp chí lực xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh. Nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng cho 288 mẹ, trong đó phong tặng cho 26 mẹ còn sống và truy tặng cho 262 mẹ đã từ trần. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn trân trọng sự cống hiến hy sinh của các bà mẹ, coi đó là một điều vô cùng cao quý, là đỉnh cao của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và là tài sản tinh thần vô giá, mãi trường tồn cùng dân tộc. Hiện thành phố Hồ Chí Minh có 3.921 mẹ được Nhà nước phong tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Cũng nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng cho 271 mẹ, trong đó có 47 mẹ được phong tặng và 224 mẹ được truy tặng danh hiệu cao quý này. Đi qua các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, tỉnh Phú Thọ đã có trên 18.000 liệt sĩ, trên 11.000 thương binh và trên 700 bà mẹ Việt Nam anh hùng. Trong hai ngày vừa qua, Ban vận động Hoa dâng mộ liệt sĩ Quảng Trị đã tổ chức gắn bình và hoa lên hơn 10.000 ngôi mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, đưa tổng số mộ liệt sĩ được gắn hoa trong toàn tỉnh trong cuộc vận động này lên 30.000. Từ nay đến Tết Nguyên đán, các đoàn viên thanh niên trong tỉnh Quảng Trị sẽ hoàn thành gắn hoa ở tất cả các phần mộ liệt sĩ ở 72 nghĩa trang để tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập và tự do của Tổ quốc. Hôm 1 tháng 2, tỉnh Bắc Giang đã tổ chức lễ công bố quyết định công nhận thành phố Bắc Giang là đô thị loại 2 và đón nhận huân chương độc lập hạng 3. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Nguyễn Thiện Nhân đã trao quyết định công nhận thành phố Bắc Giang là đô thị loại 2 và huân chương độc lập hạng 3 cho thành phố Bắc Giang. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị tỉnh Bắc Giang cần tập trung hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố, quan tâm chỉ đạo sao cho trong năm, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội các cấp triển khai cụ thể ít nhất một hoạt động, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật, nhất là ở các lĩnh vực địa bàn dân quan tâm như giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và bảo vệ trật tự trị an. Ngày 1 tháng 2, dịch vụ hàng không giá rẻ lần đầu tiên được Jetstar Pacific triển khai giữa thành phố Hồ Chí Minh và hai khu vực Quảng Bình và Bình Định. Hai chiếc máy bay Airbus A320 của hãng hàng không Jetstar Pacific chở gần 360 hành khách cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất, một chiếc hạ cánh xuống sân bay Đồng Hới và một chiếc khác đáp xuống sân bay Phù Cát, Quy Nhơn.
lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cùng các cơ quan chức năng đã có mặt tại sân đỗ, tặng hoa và chào đón những hành khách đầu tiên trên chuyến bay khai trương của Jetstar Pacific. Trong giai đoạn đầu khai thác, Jetstar Pacific thực hiện mỗi tuần 3 chuyến khứ hồi giữa thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Hới vào các ngày thứ 3, thứ 6 và chủ nhật, giữa thành phố Hồ Chí Minh, Quy Nhơn mỗi ngày một chuyến khứ hồi. Kế hoạch tăng chuyến cũng đang được hãng chuẩn bị triển khai trong thời gian tới theo thực tế nhu cầu của thị trường. Trong phần tiếp theo của chương trình, kể từ ngày 1 tháng 2, Tổng cục Thống kê sẽ thực hiện cuộc điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015 trên toàn quốc. Chào xuân mới 2015, nhiều hoạt động xã hội từ thiện sẽ diễn ra sôi nổi trên toàn quốc, mang mùa xuân tới với người nghèo vùng cao. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, theo ước tính, mỗi năm vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước là trên 30% GDP, nhưng việc sử dụng tại nhiều lĩnh vực vẫn còn dàn trải, gây lãng phí, khiến hiệu quả kinh tế xã hội còn thấp. Chính vì vậy, kể từ ngày 1 tháng 2, Tổng cục Thống kê sẽ thực hiện cuộc điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015 trên toàn quốc. Cuộc điều tra sẽ kiểm tra làm rõ về nguồn vốn huy động, mục tiêu sử dụng và sử dụng ở những lĩnh vực hoặc địa bàn nào. Từ đó, cung cấp số liệu quan trọng nhằm xây dựng kế hoạch huy động vốn và chính sách đầu tư, lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội trung hạn và hàng năm trên phạm vi toàn quốc và từng vùng. Cuộc điều tra thực hiện từ ngày 1 tháng 2 và kết thúc vào ngày 30 tháng 4 năm 2015. Dự kiến, kết quả sơ bộ của cuộc điều tra sẽ công bố vào đầu quý 4 năm 2015. Kết quả chi tiết sẽ công bố vào cuối năm 2015. Sáng ngày 1 tháng 2, tỉnh Đoàn Nghệ An đã tổ chức lễ ra quân xây dựng cột cờ chủ quyền Tổ quốc tại đảo Mắt thuộc thị xã Cửa Lò. Cột cờ chủ quyền Tổ quốc trên đảo Mắt có chiều cao gần 23m, lá cờ có kích thước 4x6m, mặt chính hướng ra biển Đông, ghi thông tin tọa độ cột cờ, khẳng định chủ quyền Tổ quốc Việt Nam. Đây là công trình đầu tiên được khởi công nằm trong dự án xây dựng cột cờ tại 5 đảo tiền tiêu của Tổ quốc, gồm đảo Mắt của Nghệ An, đảo Sơn Dương của Hà Tĩnh, Hòn Mê của Thanh Hóa, đảo Cù Lao Chàm của Quảng Nam và đảo Sơn Trà của tỉnh Thừa Thiên Huế. Thưa quý vị, việc liên kết giữa các cơ quan quản lý địa phương và các doanh nghiệp trong việc bảo tồn khai thác giá trị của di sản đã được đặt ra trong thời gian vừa qua. Bởi với lợi thế của mỗi bên về quyền hạn và năng lực thì rõ ràng việc liên kết này không chỉ tạo ra lợi thế trong việc xây dựng những dịch vụ chất lượng cao mà còn tạo ra nguồn lực đầu tư trở lại giúp bảo tồn di sản một cách toàn diện. Câu chuyện tại khu di sản Tràng An, Ninh Bình. Sự thành công của mô hình liên kết công tư trong việc bảo tồn và khai thác giá trị di sản Tràng An thực tế có thể nhìn thấy tại khu tái định cư của hơn 20 hộ dân từng sống trong vùng lõi của danh thắng Tràng An này. Năm 2009, các hộ dân được di dời về đây theo hình thức tỉnh cấp đất tái định cư, còn doanh nghiệp thì đền bù tiền hoa màu, kinh phí di dời và bố trí công ăn việc làm, giúp các hộ gia đình ổn định cuộc sống. Gia đình cánh chúng tôi là nằm trong cái vùng lõi của khu vực sinh thái, cho nên là cũng tạo điều kiện cho tỉnh rồi là doanh nghiệp để mà sớm hoàn thành cái công trình để đi vào khai thác. Cho nên là gia đình là cũng là đồng ý di dời ra ở ngoài khu tái định cư năm 2009. Việc hợp tác với một doanh nghiệp có đủ năng lực đã không chỉ giúp Ninh Bình đầu tư một cách có bài bản hạ tầng dịch vụ tại khu di sản, mà thực tế còn giúp địa phương giải bài toán về quản lý việc khai thác du lịch tại Tràng An hiện nay. Bên cạnh đó, mọi kế hoạch đầu tư, xây dựng của doanh nghiệp phải chịu sự quản lý của địa phương. Phải có những biện pháp, những quy định cụ thể và các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan làm du lịch phải cập nhật, phải giám sát, phải nhắc nhở và thậm chí phải xử lý những vi phạm trong khu này, trong khu du lịch này. Nếu không thì chúng ta sẽ rất là khó. Sau hơn 6 năm hợp tác công tư đầu tư khai thác du lịch và bảo tồn di sản, doanh thu từ du lịch đã trở thành một nguồn thu quan trọng của Ninh Bình. Năm 2014 vừa qua, tổng doanh thu từ du lịch đạt gần 950 tỷ đồng, với tổng lượng khách tới Ninh Bình tăng gần 22% so với năm 2013. Quá trình hợp tác công tư trong việc bảo tồn khai thác di sản thực sự đang tạo ra không chỉ một bộ mặt du lịch thay đổi, mà là cả một bộ mặt kinh tế xã hội mới cho Ninh Bình sau thời kỳ của các cơ sở khai thác đá và nhà máy xi măng.
Với nhiều du khách, một chuyến du lịch được gọi là lý thú bổ ích, không thể thiếu những tri thức mà du khách thu nhận trong hành trình tham quan. Với du lịch biển Việt Nam, đóng góp tới 70% doanh thu cho toàn ngành du lịch, thì sức hút không chỉ là không gian biển, mà quan trọng hơn, sau mỗi chuyến du lịch biển, du khách cũng giàu có hơn về tri thức biển. Một ví dụ từ Bảo tàng Hải Dương Học, một trong 10 bảo tàng thu hút khách tham quan đông nhất Việt Nam. Biển đảo Việt Nam trong quá khứ, với những mẫu vật mà giới khoa học biển Việt Nam đã nghiên cứu, khảo sát từ những năm đầu của thế kỷ trước, với những văn bản hành chính xác lập chủ quyền từ xa xưa. Và biển đảo Việt Nam hiện tại, với những sinh vật biển từ Hoàng Sa, Trường Sa đang sống động. Những căn phòng tại Bảo tàng Hải Dương Học là những không gian thu nhỏ của biển Việt Nam từ quá khứ đến hiện tại. Không phải ai cũng đến với mọi vùng biển đảo, nhưng một lần đến với Bảo tàng Hải Dương Học trong vòng vài giờ đồng hồ, nhiều du khách có cùng chung cảm giác như đã được dạo bước qua những vùng biển Việt Nam. Cá đó nhìn nó phong phú hơn, nó sống động hơn, mình xem qua hai đài rồi, mình xem tận mắt luôn. Bây giờ mình cảm giác như là nó phong phú và nó đa dạng và nó đẹp hơn. Tiền thân của Bảo tàng Hải Dương Học hiện nay là Bảo tàng Sinh vật Biển, được người Pháp xây dựng đồng thời với Viện Hải Dương Học vào năm 1923. Đây là một trong những cơ sở nghiên cứu khoa học biển hàng đầu của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Bảo tàng Hải Dương Học có hơn 22.000 mẫu vật của hơn 4.000 loài sinh vật biển và hàng trăm loài hiện đang được nuôi trong môi trường nhân tạo. Mỗi năm, nơi đây đón hàng trăm ngàn lượt khách đến tham quan, hàng trăm nhà khoa học, sinh viên, học sinh đến học tập và nghiên cứu. Bảo tàng này lôi cuốn thực sự. Tôi cũng đã đến với những bảo tàng ở Thái Lan, nhưng đây là bảo tàng rất lớn, sinh vật biển rất phong phú. Tôi yêu biển, lẽ đương nhiên là tôi phải đến đây. Toát lên được những cái đặc điểm mạnh của kinh tế, đặc điểm mạnh của nền văn hóa biển, đặc điểm mạnh về cái chính trị của Việt Nam. Cái đấy là phải có người nói, phải có cái bộ phận giải trình. Như vừa rồi chúng ta thấy những cái bản đồ, những cái văn bản thư cổ xưa để khẳng định Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam. Cái nữa chúng ta phải làm đẹp hơn, nó khoa học hơn và để ai cũng thấu hiểu được. Sức hút của Bảo tàng Hải Dương Học đang gợi mở hai vấn đề khá nổi cộm hiện nay. Một là tạo sức sống cho bảo tàng và hai là tạo sản phẩm mới cho du lịch. Việc đầu tư hoàn thiện Bảo tàng Hải Dương Học trong những năm qua, một mặt tạo sức hút cho bảo tàng biển lớn nhất Việt Nam và hai là tạo ra sản phẩm du lịch hấp dẫn cho du khách. Tham quan bảo tàng để vừa có được cảm giác thích thú, vừa có được tri thức biển. Sự kết hợp này tạo ra một hướng đi trong cách làm du lịch biển. Đến với biển không chỉ là được sống với không gian trong lành của biển, mà để sau mỗi chuyến đi hiểu biển hơn và yêu biển hơn. Chào xuân mới 2015, nhiều hoạt động xã hội từ thiện đang diễn ra sôi nổi trên khắp toàn quốc. Những tấm lòng nhân ái sẻ chia đã tới với người dân vùng sâu vùng xa, các gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần mang mùa xuân ấm áp tới với bà con. Trong những ngày qua, Báo Tiền Phong đã phối hợp cùng cán bộ công nhân viên công ty cổ phần Quốc Huy Anh, cùng những bạn trẻ đã giành giải cao trong những cuộc thi sắc đẹp gần đây, đến thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều địa phương trong cả nước. Tại các huyện Trấn Yên, Mù Căng Chải, Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, đoàn đã thăm hỏi, động viên các chiến sĩ lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ ngày đêm bảo vệ biên giới, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Đoàn cũng trao tặng 150 suất quà trị giá 80 triệu đồng cho các gia đình chính sách và gia đình nghèo. Món quà nhỏ nhưng chứa đựng bao tình cảm ấm áp, sẻ chia của những tấm lòng nhân ái, góp phần động viên bà con vượt qua khó khăn, chuẩn bị đón Tết đầm ấm, vui tươi. Trong năm vừa qua mặc dù nghèo nhưng mà chúng tôi đã hết sức cố gắng, có nhiều các cái chủ trương giải pháp để mà chăm lo cho đời sống cho các cái hộ nghèo và đặc biệt là các cái hộ chính sách, bảo đảm có cái cuộc sống là bằng cái mức ít nhất là bằng cái mức trung bình của địa phương. Với truyền thống nhân văn tương thân tương ái, Báo Tiền Phong đã kêu gọi sự hỗ trợ, đồng hành của nhiều đơn vị, doanh nghiệp cùng chung tay tham gia hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, nổi bật là các hoạt động chăm lo thiết thực cho cuộc sống của các gia đình nghèo, gia đình chính sách. Mỗi dịp Tết đến xuân về, hoạt động này càng được phát huy bằng những việc làm thiết thực. Cùng với tỉnh Yên Bái, chương trình đã đến với đồng bào các tỉnh Bắc Ninh, Hà Giang, Cà Mau và Bạc Liêu. Đối với cán bộ chiến sĩ trong đường vũ trang, tôi rất cảm thấy là phấn khởi, cảm thấy cái sự quan tâm của các cấp các ngành trong thời gian đã hết sức là quan tâm đến cuộc sống, đời sống của cán bộ chiến sĩ,
đặc biệt đối với tình hình là cán bộ chiến sĩ ở đóng quân ở các vùng biên giới vùng cao chúng tôi, dù là ít hay nhiều, một chút quà dành cho cán bộ chiến sĩ thì theo tôi cũng đó là một cái nguồn động viên là vô giá, nó khích lệ cái tinh thần của cán bộ chiến sĩ trong quá trình công tác, đảm bảo là luôn là hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ cấp trên giao cho. Tôi cũng thành thật là biết ơn sao hỗ trợ cho những gia đình hoàn cảnh khó khăn, giúp một phần nào cho em nó học tốt. Mùa xuân đang đến rất gần và đón xuân năm nay, đồng bào nghèo tại các vùng sâu vùng xa có thêm nhiều niềm vui từ buổi giao lưu và những món quà ý nghĩa như thế này. Sự tham gia của cộng đồng trong các hoạt động xã hội góp phần giữ gìn và phát huy nét đẹp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Ở phần cuối của chương trình sẽ là phần điểm lại những sự kiện nổi bật trong tuần vừa qua. Hướng tới kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, trong tuần qua, một chuỗi các hoạt động kỷ niệm đã được các ban ngành ở nhiều địa phương tổ chức như các triển lãm, diễn đàn, hội thảo, điểm lại các dấu mốc lịch sử trong quá trình hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định vị thế vai trò của Đảng gắn liền với những thành tựu của đất nước. Cùng với đó, tuần lễ phim kỷ niệm cũng đã được khai mạc với việc công chiếu bộ phim Thầu Chín ở Xiêm, tái hiện thời kỳ hoạt động cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1928-1929 tại Thái Lan. Ngày 30 tháng 1 năm 2015 là một ngày lịch sử của quan hệ Việt Nam Liên bang Nga. 65 năm trước, ngày 30 tháng 1 năm 1950, Liên Xô là một trong hai nước đầu tiên trên thế giới công nhận và chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Đến nay, mối quan hệ ấy đã được nâng cấp lên tầm đối tác chiến lược toàn diện. Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay đã luôn ủng hộ và giúp đỡ Việt Nam trong suốt những năm đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như xây dựng phát triển đất nước. Nhân ngày trọng đại này, hàng loạt các hoạt động kỷ niệm đã diễn ra trên toàn đất nước Việt Nam và cả Liên bang Nga. Cũng liên quan đến hoạt động đối ngoại của Việt Nam, tuần qua đã diễn ra hội thảo quốc tế với chủ đề Quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ 20 năm thành công hơn nữa. Năm 2015 được kỳ vọng sẽ có nhiều bước tiến trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại đầu tư. Năm nay cũng kỷ niệm 2 năm Hiệp định Đối tác Toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ được ký kết giữa Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Mỹ Barack Obama. Đối phó với giá dầu thế giới giảm thấp là chủ đề chính tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ trong năm 2015. Tại đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Chính phủ sẽ kiên định giữ mục tiêu tăng trưởng 6,2%, không để đảo lộn cân đối ngân sách, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu 5%. Cũng trong tuần qua, Ngân hàng Nhà nước đã công bố định hướng điều hành chính sách tiền tệ 2015, quyết tâm đưa nợ xấu về ngưỡng 3%. Tổ quốc vinh quang là chủ đề của chương trình Xuân quê hương 2015, một sự kiện thường niên dành cho kiều bào nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Chương trình sẽ diễn ra trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 2, tức ngày 19 và 20 tháng Chạp tại thành phố Hồ Chí Minh, với điểm nhấn là Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ chúc Tết kiều bào. Bên cạnh đó, chương trình cũng tổ chức đưa kiều bào tới thăm các di tích lịch sử và văn hóa của quê hương. Thông tin trên đã kết thúc bản tin thời sự. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Quý vị có thể xem lại những bản tin trên trang web vtv4.vn hoặc trên trang YouTube chính thức của Ban Truyền hình Đối ngoại Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.